Xin chào tất cả các bạn. Bữa nay mình xuống thăm cái vườn mít với vườn dừa của mình nha các bạn. Tiện thể xem có cây nào có trái thì mình ăn tại vườn luôn nha các bạn. Đây là cái vườn dừa của mình đấy các bạn. Vườn dừa này mình trồng được 2 năm rồi. Ở giữa thì mình có xem một số mít với vú sữa, ổi. Nói chung rất là nhiều loại cây mình xem ở giữa. Giờ mình đi kiếm xem có trái mít nào chín không cả nhà nha. Đây, kiếm trái này coi. Chưa, chưa. Trái này chưa được chín lắm. Giờ mình đi qua mấy cây khác có trái nào chín không? Thơm rồi. Hả? Trái này thơm rồi. Giờ mình trái mít chín rồi nè. Đây, trái mít chín đây nha. Thơm quá. Mình sẽ cắt ra nha, cắt xuống ăn nha. Đây, bữa nay có cô này, cô xung phong xuống quay clip này các bạn. Rồi cắt đi. Nắng quá. Giờ mình sẽ xẻ cái mít này ra nha cả nhà. Thơm quá. Mít này là mít thái siêu sớm nha cả nhà. Cây đó thì mình trồng được 1,5 năm rồi đó. Chín cây rất là ngon này các bạn. Ngọt quá. Ngọt. Ngọt quá. Rất là ngon các bạn ạ. Mít chín cây ăn rất là ngon.
rất là ngọt. Ngọt. Ăn hết không? Anh béo ngồi ăn kiểu như kỳ vậy. Đúng rồi, đây cho. Chân. Mình xin dừng clip lại tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn clip tiếp theo của mình nha các bạn.